quý vị, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay, việc có những công viên, rừng trong lòng thành phố thực sự có ý nghĩa vì mang lại không gian xanh và hữu ích cho người dân. Chính vì thế, những năm gần đây, Hà Nội đã đẩy mạnh việc cải tạo, chỉnh trang công viên, vườn hoa để người dân được tiếp cận không gian xanh giữa lòng thủ đô một cách thoải mái hơn và có thêm nhiều điểm vui chơi giải trí. Sáng 18 tháng 5, lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng công ty đầu tư dịch vụ Tuổi Trẻ Thủ Đô đã đưa công nhân, máy móc xử lý các công trình sai phạm tại công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô. Bước đầu, công nhân xử lý vi phạm khu vực nhà tạm, sân bóng đá mini và sau đó là tháo dỡ các hạng mục tại khu nhà nổi. Dự kiến trong quý 2, trước ngày 30 tháng 6, phường sẽ xử lý dứt điểm 4 hạng mục gồm nhà tạm, sân bóng mini, nhà nổi giữa hồ và trung tâm hợp tác. Còn các hạng mục khác sẽ xử lý trong tháng 8. Trong tháng 9 năm 2023, phường sẽ hoàn tất công việc tháo dỡ và bàn giao về Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Sau khi phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm, tới đây, phường sẽ bàn giao về cho Ủy ban Nhân dân quận để đầu tư, cải tạo công viên theo quy hoạch, phục vụ cộng đồng dân cư và du khách. Qua quá trình mà chúng tôi vận động chủ đầu tư, thuyết phục chủ đầu tư đến ngày hôm nay thì đã tự giác chấp hành tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Thì quan điểm của chúng tôi đối với các công trình mà chủ đầu tư tự giác khắc phục thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các lực lượng để đảm bảo trong quá trình mà tự giác tháo dỡ và đảm bảo an toàn. Đối với các công trình mà không tự giác tháo dỡ thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Dự án công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với quy mô rộng 26,4 ha. Tổng mức đầu tư phê duyệt năm 2002 là 282 tỷ đồng. Với mục tiêu phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Hiện đông đảo người dân Hà Nội mong muốn với sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ sớm được hồi sinh và hứa hẹn đây sẽ là điểm đến lý tưởng của người dân, du khách vui chơi giải trí. Đồng thời khi công viên này đi vào hoạt động sẽ góp phần lớn trong việc giải bài toán khát điểm vui chơi cho thành phố. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa Việt của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.